người. Thì đây kính gửi bà Đức Hạnh phụ trách mục gỡ rối tơ lòng. Thưa bà, tôi lấy vợ cách đây 10 năm. Từ hồi chưa lấy tôi, vợ tôi đã được tiếng là người có giọng hát hay. Gặp nhau lần đầu trong buổi họp mặt tại nhà người bạn, vợ tôi hát bài tình ca tựa đề là Quá Phụ Ngây Thơ. Tôi khen hay và vỗ tay thật lớn, khiến vợ tôi hát lại lần thứ hai để tặng tôi. Lúc đó vì mới quen nhau còn chứa chan tình cảm, nên tôi thấy hay thật, chứ không phải là khen lấy lòng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm và đã có 2 đứa con. Vợ tôi vẫn thích hát, và mỗi lần hát vẫn bắt tôi phải chăm chú lắng nghe, và dĩ nhiên vẫn chỉ hát có mỗi một bài là Quá Phụ Ngây Thơ. Đã thế, vợ tôi còn tiến thêm một bước nữa, là cuối tuần thường mời bạn bè lại chơi, quây quần ăn uống xong, mời mọi người ra phòng khách, ngồi nghe vợ tôi hát, và vẫn chỉ hát một bài Quá Phụ Ngây Thơ, dù rằng giờ này vợ tôi không còn ngây thơ chút nào. Thưa bà, tôi đã chán ngấy không còn muốn nghe vợ tôi hát nữa, nhưng tế nhị không dám chê. Xin hỏi bà, tôi có nên nói thật cho vợ tôi biết là vợ tôi không nên hát nữa, hay là tôi cứ tiếp tục chịu đựng để giữ hạnh phúc gia đình? Không hiểu quý vị trả lời như thế nào, nhưng mà riêng bà này thì bà ấy trả lời: ông đã chịu đựng được hơn 10 năm thì nên tiếp tục chịu đựng cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.